Hồi hộp chào tôi non nữ à, tôi hộp tư vườn à, cáo và trao chuẩn, nhưng mà tôi cố gắng hộp à, cao chuẩn sau tôi sẽ đọc câu chuyện tôi muốn học chỉ tôi đã đọc câu chuyện hiểu biết là quan trọng nên khi tôi cô chào đồ nông nữ tôi yêu cũ cha mẹ nông nữ để giúp tôi biết chuyện câu chuyện bồi mũ mươi cổ hội tôi đọc tiếng Việt trong một tí chăn nhỏ nằm chiều nên ông đổi tôi thôi được bảo một con sông lạc lành của một ông đồng người cũng chả sẽ sở thích yếu nhất của họ lắm vụn đi chân này tên là Green Day nơi trường xa cạn vì những khu vướng tôi ở thất và quả là lớp lô từ khu dù cắt từ các vướng làn can đen chìm nhung bề đất và sư hiện bình mà lâm vũng mang lại cho cuộc sống của cư dân nội đại. Mỗi buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc, người dân Green Đảo có thể được nhìn tay đang chăm sóc khu vườn của mình. Từ những dùa tre nhỏ đến những nhối giả tất cả mọi người đều tham gia vào hoạt động như quý nể đó là một trung tâm núi mỏ đàn ông và phụ nữ trai và gái làm việc bên nhau đổi tại hồ chim sau bao đặt tên cho dinh dưỡng trồng hạt giống và chăm sóc những cái đang lớn và Thompson mò và của vua là một trong những người làm vốn tân là thứ nhất trong thị trấn của vùng sau nhà và là một chiến dũng thực sự hồi đu lối hồ nô rốt chúng sư hai hồ hỗn hợp và chúng mỗi hàng xóm đến uống trà nhồi hồ ngồi trong cụ vũng hòa và bao quan bội hướng tôm nũng ngáo của hoa hồng và hồ lý và chia sẻ những câu chuyện cũng những mẹ làm bụng mùa mùa hè nọ thì chẳng là quy trình tổ chức một lễ hội làm bụng lớn một sự kiện kỷ niệm sự tích tích cứu tích của họ mỗi người đều phản kích và hút hút tham gia sự kiện bảo không một chuyện tham quan của vùng
Nội du khách có thể đi dạo qua những khu vực đẹp nhất của Greenland và một cuộc đi lâm vùng bởi các khăn một cách nào như cảm hóa đẹp nhất là của Lôn Nhật và thêm trẻ của vùng sáng tạo Nhật. Toàn thị trấn Lôn Lăng và tổng các gia đình cùng nhau chuẩn bị khu vùng của mình xem làm các bạch trăng để khu vùng địa chủ và các nghệ sĩ và phong tục góp những phúc chúng và tranh về lấy cảm hứng từ nhiên nhé từ chuyện nhé tinh thần cộng đồng và tin đồn kết đã lộ lại thì mỗi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vùng bao ngày trên là lễ hội thì chẳng là đa biến tan một số số thanh thiền đai màu sắc và hùng tôm những điều ngủ và đèn lồng trang trí dương phố và các gian hàng cung cấp dụng cụ làm vườn đồ trưng công chủ làm và những món ăn nông từ làm sắp tài quan chú thị trang chuyên tam quán khu vực đã tăng cung lực lộ mọi những du khách ngạc nhắc thiên nhiên trước những khu vực được chăm sóc tỉ mỉ mà pha nhưng mà trên diện nhân tốt làm vùng sáng tạo quốc thì làm vùng là điểm nhân của lớp hội ban giám khảo bao công sức các nhà thức bắt học nội trình và những người nội trình gia phương đã cần thân xem xét chung và dự thi và tâm sinh đã dân đức giải cảm hóa tìm nhật bồi và bộ hòa Dalia và hòa quân dung lực lộ của mình gia đình Johnson đã dân chỉ lão cụ lôn nhật bồi của viên ngô phòng lộ của họ và cô bé Emma Green đã dân chỉ giải thiết kế cụ bụng sáng tạo nhất bồi cụ bụng của thích chiến thiếu của mình. À, Hồng Chính bồi những ngôi nhà nhỏ và cài căn thi hôn. Khi là khuê kết thúc, ngồi dân là Green Dell chưa tập tay quan chung thì chân là để tạm giữ một bộ thiên lõng. Hồ chia sẻ những câu chuyện về những tàn khốn và từ tàn chung bên làm vũ. Trao đổi phát triển và cải dụng và lên kế hoạch cho các chú ăn chống lại nhân tự hào và sự hãi luôn từ sở thích dữ thích qua hồ hiền lô chuyện những quái bài trên quái qua hồ lễ hội làm bún đã trống cảnh một truyền thống tháng năm ở Grindan ngày càng trổ nên ngon mong hồng và trăm năm. Đây là mình chung chỗ trình nhiều bên vùng của thị trấn tôi vội làm vụng và những mồi lên kèm mán mẻ tốt thiên tàn trông phòng tổng còn qua sổ tích chung nhồi chân cứ để không chỉ tạo là những khu vùng đẹp mà cũng như ngồi chúng mò cảm giác đoàn kết và là niềm vui là kiềm chí là trần của họ trở thành một nội thức sự đặc biệt để sống. Tôi đã đọc câu chuyện về tín nhiệm của một người tôi có mô mùi cao hội
trao lỗi của một một giáo hội. Nhưng mà sau tôi đã đọc câu chuyện, tôi có thể biết chữ mô mùi phan triển. Bôi mô mùi phan triển. Tôi không thể gỗ trao lỗi về cả mô mùi cao hồi. À nhé. Được chưa? Ok. About về so tick you tick nhà ta tua nhồi gian green dye là gì? So tick you tick nhà tua nhồi gian green dye là làm vụng. Và Thompson là ai? Bà nổi tiếng về điều gì? Bà Thompson là một bà cụ của bố ông Green Day, nói chuyện là một người làm vũng, tàn tùy bôi khu vũng sau nhà đai hòa chữ màu sắc. Mô mùa hè nó đi chàng đà quy trình làm gì để kỷ niệm số tích yếu tích của hồ. Đi chàng đà quy trình tổ chức mô lễ hội làm vũng, lộn để kỷ niệm thì nhiều chữ của hồ đối với làm vùng. Nhưng hoạt động nào đã được bao gồm trong lễ hội làm vùng, lễ hội làm vùng, bao gồm một chuyện tham quan của vùng và một quốc kỳ làm vùng bôi các hạng mục như tam hòa đẹp nhất, là cụ lộn nhất và đi kích khu vùng sang tàu nhất. Cộng đồng đã chuẩn bị cho lễ hội làm vùng như thế nào? Các gia đình cùng nhau chuẩn bị khu vùng quả mình trẻ em làm ở các bát trang trí khu vùng bài chữ và các nghệ sĩ gia phong đồng cúc những bức tranh và tranh bê lệ cảm hứng từ trên nhện. Và Thompson đã giảng đức cha chúng chỉ tại lễ hội làm vướng và tôn son đã giảng đức cha cam hùng đẹp nhất mỗi bộ hòa đại lý và hòa chúng dương lốc lỗ của mình ở phía sau phía đó bác chú kể chuyện đấy à cậu không có kể chuyện này gia đình Johnson đã giảng đức cha chúng chỉ tại lễ hội và buổi mục chú chỉ sau gia đình là Johnson đã cha cha chỉ là của lớn nhất tuổi và bị nhỏ còn lo cơ hội ai đây chính trị thì kết cuối cùng sang tàu nhất và thiết kế của hồ là gì cô về Emma Green đã giang giới trên cái cuối cùng sang tàu nhất với cuối cùng cổ thích kỷ chữ của mình hôn chín vội những ngồi nhà nhỏ và cài cán chỉ hôn nhớ dàn Green Day đã làm gì tại buổi thích lôn sau lễ hội tại bức trên lôn họ chia sẻ những câu chuyện về những thành công và tư thành công trong việc làm vùng trao đổi hạt giống và cây giống và lên kế hoạch cho các dự án dùng lại là hồi làm vùng đã ảnh hưởng là giải như thế nào đến cộng đồng Green Day là hồi làm vùng đã cho tán môn truyền thông tháng năm này càng trở nên ngon một hồn của chung cảm và nó đã cùng có chính cầm cộng đồng và tin đồn kết chủ các vũ đàn trên Green Day cho tận mong nói thực sự đặc biệt để sống. Ok. Tôi đã đúc cao hồi trao đổi mô mũi.
Câu hồi trao đổi. Ok.